Xin chào thầy và các bạn, mình xin phép tự giới thiệu bản thân. Mình là Thu Hiền, là người được thầy giao thực hiện case study 3.2 và những gì mà sắp trình bày sau đây là kết quả của quá trình tìm hiểu và nhận được sự chỉnh sửa từ thầy. Đầu tiên, mình sẽ chiếu và đọc qua toàn bộ đề bài bằng tiếng Anh. Use the data in the screen to answer this question. There are zip code level data on rice for various items at fast food restaurant along with characteristics of the zip code population. In New Jersey and Pennsylvania, the idea is to see whether fast food restaurants charge higher price in area with a larger concentration of blacks. 1. Find the average value of proportion of black and income in the sample along with their standard deviation. What are the units of measurement of proportion of black and income? 2. Consider a model to explain the price of soda, P soda, in terms of proportion of the population that is black and median income. Estimate this model by OLS and report the results in equation form, including the sample size and R square. Do not use scientific notation when reporting the estimate. Interpret the coefficient on proportion of black. Do you think it's a economically large? 3. Compare the estimate from part 2 with the simple regression estimate from P soda on proportion of black. Is the discrimination effect larger or smaller when you control for income? 4. A model with a constant price elasticity with respect to income may be more appropriate. Report estimates of a model. If proportion of black increased by 20 percentage points, what is the estimated percentage change in base B soda? Hint, the answer is 2xx, where you fill in the xx. 5. Now add the variable proportion in property to the regression in part 4. What happened to beta of proportion of black? Hat. Find the correlation between black income and proportion in property. Is this really what you expected? 7. Evaluate the following statement. Because black income and proportion in property are so highly correlated, there are no business being in the same regression. Để giới thiệu qua bộ dữ liệu trên, thì bộ dữ liệu trên là có nguồn gốc từ công bố khoa học. Một nghiên cứu thực tế có tên là Do Fast Food Chains Rise Discriminate on the Race and Income? Được công bố trên tạp chí Journal of Business and Economic Statistics. Tác giả là Kay Grandy đã cung cấp thực hiện bộ data này. Đây là một bộ dữ liệu thực được khảo sát trên mẫu 410 nhà hàng thức ăn nhanh ở New Jersey and Pennsylvania cùng với các đặc điểm là Proportion of Black, Proportion in Property, Income và một số đặc điểm khác. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu một số ký hiệu và thuật ngữ mà trong bài thuyết trình hôm nay mình sử dụng đến. Dù bộ dữ liệu này có đến 37 biến trải dài từ cột A đến cột AK, nhưng trong case study này, chúng ta chỉ tiếp cận và làm việc với những biến như sau. Biến đầu tiên, P soda, price of medium soda, hay còn gọi là giá của ly soda, tương ứng với cột A trong bảng Excel. Số thứ tự số 22, proportion of black. Tỷ lệ dân số của người gốc Phi nó tương ứng với cột V ở trong bảng Excel. Số tự số 27, Median Family Income là thu nhập trung vị theo một gia đình nằm ở cột AA trong bảng Excel. Số tự 23, Proportion in Property hay còn gọi là tỷ lệ nghèo đói nằm ở cột W. Số tự 29, Log V Soda hay là logarit của giá của soda nằm ở cột AC trong bảng Excel. Số tự 32, log income, logarit của thu nhập trung vị nằm ở cột AS. Sau đây thì mình sẽ chiếu cái bảng Excel cho mọi người xem. Thì cái cột mà chúng ta sẽ quan sát trong cái bài hôm nay là bao gồm cột A, cột V, cột W, cột AA, AC và AF. Ở đây, đối với các biến trên, tác giả có chủ đích sử dụng trung vị chứ không phải sử dụng trung bình. Lý do là
khi tính giá trị trung bình sẽ có những gia đình thu nhập quá thấp hoặc quá cao so với trung bình, dẫn đến làm cho giá trị đó không có ý nghĩa. Trong khi giá trị trung vị thể hiện 50% người có thu nhập từ sau giá trị trung bình đó trở lên hoặc trở xuống. Như vậy thì có thể dễ dàng xác định được khu vực đó có nhiều gia đình có thu nhập cao hoặc thu nhập thấp. Sau khi giới thiệu đề bài, giới thiệu bộ dữ liệu và các biến liên quan, mình sẽ bắt đầu phần trình bày đi sâu vào phân tích case, đồng thời dịch đề bài. Đề bài được dịch như sau: sử dụng dữ liệu Descript để trả lời bài tập này. Đây là dữ liệu theo khu vực địa lý về giá của món ăn khác nhau tại các nhà hàng thức ăn nhanh ở New Jersey và Pennsylvania cùng với các đặc điểm dân số của hai khu vực này. Ý tưởng là để xét xem liệu các nhà hàng thức ăn nhanh có bán với giá cao hơn ở những khu vực có nhiều người gốc Phi hay không. Bởi đây là một bộ dữ liệu thu thập theo khu vực địa lý về giá của món ăn, nên chúng ta có thể chú ý đến một số quan sát. Ví dụ, từ quan sát số 9 đến quan sát số 13 tại cột V, cột mô tả tỷ lệ dân số người gốc Phi trong khu vực là giống nhau. Từ đây, có thể thấy được các nhà hàng được quan sát từ quan sát số 9 đến quan sát số 13 là trên cùng một khu vực địa lý. Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Yêu cầu số 1 được dịch như sau. Tìm giá trị trung bình của proportion of black và income trong mẫu cùng với độ lệch chuẩn của chúng. Đơn vị tính của proportion of black và income là gì? Đối với yêu cầu này, chúng ta cần tìm giá trị trung bình của proportion of black và income bằng R và nêu kết quả. Thông thường, đối với câu hỏi này, chúng ta sẽ dùng hàm min. Tuy nhiên, ở đây là một bộ dữ liệu lớn, sẽ có những quan sát không thu thập được dữ liệu, nên khi sử dụng hàm min sẽ cho ra giá trị là NA, nghĩa là not available. Nên mình sẽ chỉ cho các bạn một cách tính khác bằng R như sau. Đối với độ lệch chuẩn, mình sẽ thực hiện tính độ lệch chuẩn bằng Excel. Đây là những câu lệnh mà chúng mình nhập bằng R và bằng Excel. Sau khi thực hiện xong, chúng mình sẽ có được kết quả như sau. Các bạn có thể tua ngược lại video để đối chiếu với kết quả vừa thực hiện trên R và bảng kết quả này. Giá trị trung bình của proportion of black là 0,113, đây là tỷ lệ. Giá trị trung bình của income là 47.054 đô la. Độ lệch chuẩn của proportion of black là 0,1824%. Độ lệch chuẩn của income là 13.179 đô la. Giá trị proportion of black được tính bằng phần trăm. Giá trị của income được tính bằng đồng đô la. Tiếp theo mình sẽ đến với yêu cầu số 2, yêu cầu câu hỏi được dịch như sau. Xét mô hình giải thích giá soda, vi soda theo tỷ lệ người gốc Phi và thu nhập trung vị. Vi soda bằng beta 0 cộng beta 1 nhân proportion of black cộng beta 2 nhân income cộng U. Trước khi đến với yêu cầu này thì chúng ta sẽ có một phần giải thích về mô hình hòa quy bội. Tương tự như mô hình hòa quy đơn, mô hình hòa quy bội cũng có phép biến như sau. Y được hay gọi là biến phụ thuộc, biến được giải thích, biến phản ứng, biến được dự đoán, biến được hòa quy. Các hệ số x1, x2 đến xk được gọi là biến độc lập, biến giải thích, biến kiểm soát, biến dự đoán, biến hòa quy. Các beta 0 là hệ số chặn, các hệ số beta 1, beta 2 đến beta k là các hệ số gốc. U là sai số, nhiễu là các nhân số khác không được quan sát. Dựa vào những cái định nghĩa này thì xét đối với cái phương trình mà chúng ta cần phải xem xét thì Visoda là biến phụ thuộc, beta 0 là hệ số chặn, beta 1, beta 2 là hệ số gốc và proportion of black và income là biến độc lập, U là sai số. Khác với mô hình hòa quy đơn, mô hình hòa quy bội có nhiều hơn một biến độc lập. Ví dụ mô hình chúng ta đang xem xét là mô hình có hai biến độc lập. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lại sử dụng mô hình hòa quy bội mà không phải mô hình hòa quy đơn như chúng ta đã học ở bài trước? Để trả lời cho câu hỏi này thì do số lượng biến độc lập của mô hình hòa quy bội là nhiều hơn số lượng biến độc lập của mô hình hòa quy đơn, làm như vậy sẽ tích hợp được nhiều nhân tố và giải thích vào mô hình. Từ đó giúp làm rõ các nhân tố khác được giữ cố định, nếu không thì những nhân tố đó sẽ có trong U. Từ đó độ chính xác của cái mô hình này sẽ tăng lên, đồng thời thì có thể cho phép mình sử dụng các dạng hàm linh hoạt hơn. Sau đây mình sẽ thực hiện giải quyết yêu cầu của câu hỏi này. Để thực hiện câu hỏi, trước tiên thì phải viết được phương trình hòa quy của Visoda thông qua R, thực hiện như sau.
Đây là những câu lệnh mà mình dùng để thực hành trên R để giải quyết câu hỏi số 1 của yêu cầu thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho các câu hỏi trong yêu cầu số 2. Câu đầu tiên, ước lượng mô hình bằng OFS và trình bày kết quả dạng phương trình bao gồm cỡ mẫu và R square. Sau khi phân tích bằng R thì mình có phương trình theo mô hình OFS như sau: B-Soda-Head bằng 0,956 cộng 0,115 proportional black cộng 0,000016 income với số quan sát là 401 nhà hàng và R square là 0,064. R square bằng 0,064 đã giải thích mức độ biến động của hàm hội quy, cụ thể là cho biết sự biến thiên của tỷ lệ người gốc Phi hay sự biến thiên của biến thu nhập trung vị, giải thích 6,4% sự biến thiên của giá đô la. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao mình lại sử dụng R square hiệu chỉnh thay vì R square bình thường? Thì các nhà nghiên cứu kinh tế lượng cho thấy rằng càng thêm biến độc lập vào thì đặc điểm của R square là càng tăng lên, dẫn đến khuynh hướng overestimated, phóng đại giá trị thực tế. Giải pháp để tránh hiện tượng trên là dùng công thức để chuyển sang R square hiệu chỉnh. Như vậy, R square hiệu chỉnh là một cách để loại trừ việc overestimated. Từ đó ta có thể thấy là R square hiệu chỉnh nhỏ hơn R square và có độ chính xác cao hơn. Do vậy, hội quy bộ khuyến khích sử dụng R square hiệu chỉnh hơn là R square. Đồng thời, trong cái đáp án này, ta có thể thấy rằng sự khác biệt đối với số quan sát trong bộ dữ liệu là N bằng 410. Tuy nhiên, số quan sát trong mô tả đáp án của mình thì chỉ là N bằng 401. Đây là bởi vì bộ dữ liệu được cung cấp là một bộ dữ liệu lớn, sẽ có những quan sát không thu thập được dữ liệu. Do đó, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công thức tính số quan sát bằng R. Đến với câu hỏi số 2 của yêu cầu thứ hai, giải thích ý nghĩa của hệ số hội quy biến proportional black xét về khía cạnh kinh tế, bạn có nghĩ rằng nó khá lớn hay không? Đáp án của mình là hệ số hội quy biến proportional black cho biết trong điều kiện biến thu nhập income không đổi, nếu tỷ lệ người gốc Phi proportional black tăng 1% thì giá của soda sẽ tăng 0,115 đô la. Điều này không có ảnh hưởng quá đáng kể do giá trị này là không lớn. Tuy nhiên, nếu so sánh một khu vực không có người gốc Phi là 0 nhân với 0,115 đô la vẫn bằng 0 và khu vực có 100% người gốc Phi, 100 nhân cho 0,115 đô la thì sự chênh lệch này là khá lớn, cụ thể là từ 0 đến 11,5 đô la. Từ đó, ta có thể khái quát lên lý thuyết rằng ý nghĩa của hệ số hội quy của một biến độc lập là biến phụ thuộc sẽ thay đổi như thế nào khi có sự thay đổi của một biến độc lập, trong khi biến độc lập còn lại giữ các biến độc lập còn lại giữ nguyên. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với yêu cầu số 3. Yêu cầu số 3 được dịch như sau: so sánh ước lượng ở câu 2 và kết quả hội quy đơn B-soda theo proportional black, tác động của phân biệt đối xử là lớn hơn hay nhỏ hơn khi bạn kiểm soát biến thu nhập. Để giải quyết yêu cầu này, cần viết phương trình hội quy của B-soda theo proportional black thông qua R, thực hiện như sau. Đây là những công thức mà mình dùng để thực hiện trong R. Kết quả hồi quy đơn theo B-soda dựa trên phương trình mà mình vừa viết thông qua R là 0,065, nhỏ hơn kết quả ước lượng ở yêu cầu số 2 là 0,015. Từ đó, ta thấy rằng tác động của phân biệt đối xử là nhỏ hơn khi kiểm soát biến thu nhập. Để giải thích thì vì sao có hiện tượng nhỏ hơn thì sẽ nhắc lại một số kiến thức từ case 3.1. Đó là khi thêm một bớt một biến độc lập sẽ gây ra hiện tượng chệch do bỏ sót biến, hay còn gọi là omitted variable bias. Hiện tượng chệch do bỏ sót biến nghĩa là nếu các biến có ý nghĩa trong việc giải thích cái biến kết quả hay còn gọi là biến phụ thuộc vắng mặt thì sẽ dẫn đến hệ số hội quy ước lượng theo phương pháp OLS của các biến giải thích có xu hướng bị chệch bias. Ta có phương trình giải thích sự liên hệ giữa beta của proportional black trong phương trình hội quy không có biến income và khi có biến income như sau. Beta proportional black trong phương trình không có biến income bằng beta của proportional black trong phương trình có biến income cộng beta của income nhân cho hệ số gốc của phương trình hội quy giữa hai biến độc lập. Từ đó suy ra 0,065 bằng 0,115 cộng 0,000016 nhân hệ số gốc của phương trình hội quy giữa hai biến độc lập. Cái hệ số gốc của phương trình hội quy giữa hai biến độc lập là hệ số gốc giữa phương trình
hồi quy giữa hai biến độc lập là proportion of flex và income. Và đây là hiện tượng underestimated. Ta có thể suy đoán dấu của hệ số tương quan khi chưa tính toán là âm, bởi thu nhập của người gốc Phi thường thấp. Càng nhiều người gốc Phi thì thu nhập trung vị sẽ càng thấp, do đó thể hiện mối quan hệ ngược chiều. Nên dấu của hệ số gốc của phương trình hồi quy giữa hai biến độc lập sẽ là âm. Đến với yêu cầu số 4, một mô hình với hệ số giá co giãn không đổi theo thu nhập có thể thích hợp hơn. Trình bày kết quả ước lượng theo mô hình sau. Để giải quyết yêu cầu này, cần viết phương trình hồi quy của log B-soda thông qua R, thực hiện như sau. Đây là các phương trình mà mình sử dụng trong R để thực hiện cái yêu cầu số 4 này. Sau khi thực hiện thông qua R, ta có phương trình như sau. Log B soda H bằng âm 0,79 cộng 0,122 nhân proportion of lag cộng 0,077 nhân log income. Đến với câu hỏi của yêu cầu này, nếu proportion of lag tăng 20 điểm phần trăm thì phần trăm thay đổi ước lượng của P soda là bao nhiêu? Thì như vậy, ta có thể sử dụng công phép toán nhân là 0,2 do tăng 20 điểm phần trăm nhân 0,122 là hệ số gốc của proportion of lag bằng 0,0244. Thì như vậy, nếu proportion of lag tăng 20 điểm phần trăm thì phần trăm thay đổi ước lượng được của V-soda là 2,44%. Độ co giãn của giá soda theo thu nhập chính là hệ số beta 2 mũ bằng 0,077. Trong điều kiện biến proportion of lag không đổi, thu nhập thay đổi 1% thì giá của soda tăng 0,077%. Sau đây, đến với yêu cầu số 5. Thêm biến proportion in property vào hàm hồi quy ở câu số 4. Chuyện gì sẽ xảy ra với beta của proportion of lag hat? Để giải quyết yêu cầu này, cần viết lại phương trình hồi quy của log P soda thông qua R, thực hiện như sau. Đây là hàm mà mình dùng để thực hiện trên R để giải quyết câu hỏi số 5 này. Sau khi thực hiện trên R thì mình có phương trình hồi quy của log B-soda là log B-soda H bằng trừ 1,46 cộng 0,0738 proportion of lag cộng 0,137 log income cộng 0,38 proportion in property. Ta có thể thấy thêm biến proportion in property vào hàm hồi quy ở câu 4 khiến cho beta của proportion in of lag giảm xuống còn 0,0738. Kết quả của câu 4 là 0,122. Để giải thích cho cái hiện tượng này thì tương tự với câu 3, đây là hiện tượng thêm vào phương trình hồi quy một biến độc lập. Ta có phương trình liên hệ giữa proportion of lag, beta của proportion of lag. Trong phương trình hồi quy không có biến proportion of property, và khi có biến proportion in property như sau. Beta của proportion of lag trong phương trình không có biến proportion in property bằng beta của proportion of lag trong phương trình có biến proportion in property cộng beta của proportion in property nhân cho hệ số gốc của phương trình hồi quy giữa hai biến độc lập. Suy ra ta có 0,122 bằng 0,0738 cộng 0,38 nhân cho hệ số gốc của phương trình hồi quy giữa hai biến độc lập. Hệ số gốc của phương trình hồi quy giữa hai biến độc lập thực chất là hệ số giữa hai biến độc lập proportion of property và proportion of lag trong phương trình hồi quy. Ta có đây là hiện tượng overestimated. Do người gốc Phi thì thường là người nghèo, nên càng nhiều người gốc Phi thì tỷ lệ người nghèo càng cao. Đây là mối quan hệ thuận chiều. Dấu của hệ số gốc của phương trình hồi quy giữa hai biến độc lập trên là dấu dương. Từ câu 3 và câu 5 có thể cho thấy, dù dấu của hệ số trên là âm hay dương, thì nếu là âm thì sẽ là underestimated, nếu là dương thì sẽ là overestimated, thì đều thể hiện sự chênh lệch, sự chệch, là sự bias của hiện tượng sai lệch do bỏ sót biến. Yêu cầu số 6, tìm hệ số tương quan giữa log income và proportion in property có giống như bạn kỳ vọng hay không?
Sau đây, mình sẽ thực hiện câu lệnh tìm mã số tương quan bằng R. Đây là câu lệnh mà mình dùng để thực hiện tìm hệ số tương quan bằng R. Ta có hệ số tương quan giữa log income và promotion entropy là xấp xỉ âm 0,838, có nghĩa là trung bình thì tỷ lệ nghèo đó sẽ tăng lên khi thu nhập giảm xuống. Điều này là phù hợp với thực tiễn. Ở đây chúng ta sẽ có một câu hỏi, đó là tại sao đã có hệ phương sai rồi nhưng vẫn phải tính thêm hệ số tương quan. Để trả lời cho câu hỏi này thì hệ số tương quan và hệ phương sai thì đều cho biết mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Tuy nhiên, phương sai lại có giá trị từ âm vô cùng đến dương vô cùng, hệ số tương quan thì chỉ có giá trị từ âm 1 đến dương 1. Khi mà hệ số tương quan âm thì sẽ thể hiện mối quan hệ nghịch biến, sẽ thể hiện mối tương quan nghịch chiều, còn ngược lại, hệ số tương quan dương sẽ thể hiện mối quan hệ đồng biến, mối tương quan thuận chiều. Có thể thấy khi hiệp phương sai giữa hai số đang so sánh có đơn vị khác nhau thì việc quy đổi giá trị của một đơn vị sẽ tạo nên sự chênh lệch rất lớn. Còn đối với cái hệ số tương quan thì dù có ở cái đơn vị nào thì vẫn thể hiện được mối quan hệ giữa hai biến độc lập. Do hệ số tương quan chỉ dao động giá trị từ âm 1 đến dương 1. Khoảng giá trị tính ra là nhỏ nhưng mà ý nghĩa của nó giải thích được thì tương đương với phương sai hay phương sai, nên là chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng hệ số tương quan hơn. Và sau đây đến với yêu cầu cuối cùng, yêu cầu số 7, hãy đánh giá phát biểu rằng vì log của income và proportion of improperty có mối tương quan cao nên chúng không thể có mặt trong một mô hình hồi quy. Đầu tiên thì chúng ta cần phủ định kết luận trên. Ở đây giữa log income và proportion improperty có mối tương quan khá mạnh, không phải là mối tương quan cao. Do hệ số tương quan gần âm 1 nhưng không phải là tương quan tuyệt đối âm 1 vì dùng giá trị trung vị chứ không phải là dùng giá trị trung bình. Nếu dùng giá trị trung bình thì sẽ cái mối tương quan này sẽ còn mạnh hơn nữa. Vì vậy, để cô lập sự ảnh hưởng của phân biệt đối xử một cách thuần, chúng ta cần kiểm soát càng nhiều càng tốt các biến đo lường thu nhập. Và phần giải thích cho yêu cầu số 7 vừa rồi đã khép lại phần trình bày của mình. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.